Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Mặc gì 3 ngày Tết Nguyên đán 2018 để cả năm may mắn cát tường, tiền tài sung túc. Năm Mậu Tuất 2018, màu sắc phong thủy nào sẽ giúp bạn gặp dữ hóa lành, may mắn lại gần còn xui xẻo tránh xa? Cùng Lịch ngày tốt khám phá màu sắc may mắn của 12 con giáp Tết 2018 để lên đồ vừa đẹp vừa xinh, người người sơn sắc mà lại còn hợp phong thủy, được thần may mắn ưu ái, thần tài phù trợ, cả năm mới may mắn bình an, sung túc của cải đầy nhà. Người tuổi Tý nên mặc màu gì? Xem tử vi chọn đời, người tuổi Tý năm Mậu Tuất, con giáp này có vận trình khá tốt, tâm thế bình yên, ít điều phiền muộn, cả công việc lẫn tình duyên đều thuận lợi và may mắn. Tất nhiên, chặng đường đời chẳng thể nào toàn hoa hồng chạy bước, vẫn có những khó khăn trở ngại mà con giáp này phải đối mặt. Tuy nhiên, bản mệnh hãy vững tin rằng mai trời lại sáng. Về màu sắc may mắn trong năm 2018 của con giáp này, người tuổi Tý trong những ngày đầu xuân năm mới, Mậu Tuất mà muốn may mắn cát tường thì nên mặc trang phục màu đen, xám, trắng. Đây là những màu sắc hút vận may về người tuổi Tý trong Tết 2018 đấy. 2. Tuổi Sửu mặc đồ màu gì cho may mắn? Năm 2018, người tuổi Sửu sẽ có những biến động trong cuộc sống. Nhưng về cơ bản, theo chiều hướng tích cực, bản mệnh đã biết cách sắp xếp, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không để cho công việc cầm cương, giật dây, khiến cho cuộc sống lúc nào cũng tất bật nữa. Có điều xin nhắc người tuổi Sửu đừng để cho nhịp sống chậm rãi khiến mình ngủ quên, hãy tiếp tục phấn đấu và nỗ lực không ngừng để giành được nhiều thành công hơn nữa. Tất nhiên, không có thành công nào thiếu đôi phần may mắn, thế nên con giáp này hãy diện ngay những bộ trang phục màu bạc, màu kem và màu vàng trong đợt Tết Nguyên đán này để cát khí dồi dào nhé. Người tuổi Dần mặc màu nào thì may mắn? Sang năm Mậu Tuất, vận trình của người tuổi Dần khởi sắc, bao nhiêu khúc mắc rồi cũng sẽ được hóa giải, nhờ thế mà bạn sẽ thấy được thư thái an nhàn hơn. Để khiến cho vận trình thêm phần rực rỡ, sao người tuổi Dần không bận những bộ đồ màu xanh lá, xanh dương hay màu đen trong dịp Tết nhỉ? Sợ màu đen tối tăm thì mình điểm xuyết, kết hợp các màu sắc khác là được, đừng bỏ qua những màu sắc may mắn trong dịp Tết 2018 này nhé! Người tuổi Mão chọn đồ màu gì cho Tết 2018? Năm nay, người tuổi Mão sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Nhờ sự khôn khéo và nhạy bén, con giáp này dễ dàng lấy được lòng tin của đối phương cũng như nắm bắt cơ hội không phải ai cũng thấy được. Nhân duyên tốt cũng giúp cho bản mệnh dễ dàng vượt trùng khơi, hóa giải khó khăn bởi luôn có quý nhân trợ vận. Tử vi 2018 tiết lộ, sự bình tĩnh là điều không thể thiếu với con giáp này, đặc biệt trong những ngày đầu năm. Người tuổi Mão hãy chọn những màu tím, hồng, xanh lá để điểm trang cho quần áo diện Tết thêm vô số vận may nhé. 5. Người tuổi Thìn có màu sắc nào may mắn? Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2018, người tuổi Thìn nên nghĩ thoáng ra, chớ ôm hết ưu phiền vào lòng mà tự mình làm mình cho mệt. Người bi quan tiêu cực khó lòng có được thần may mắn ưu ái, vậy thì tại sao không lạc quan yêu đời hơn, bạn nở nụ cười thì những điều tốt đẹp cũng tự theo nhau mà tới. Năm 2018 này, màu hồng, vàng, cam chính là những màu sắc mà bạn nên thêm vào tủ quần áo của mình để cuộc sống thêm phần rực rỡ. Nếu diện đồ có màu này đi du xuân chúc Tết thì quá chuẩn luôn, may mắn sẽ theo bạn không buông. Người tuổi Tỵ mặc đồ màu gì đón Tết thì cát lành? Năm 2018 này, tử vi phương Đông cho thấy người tuổi Tỵ nên tin vào chính mình là hơn. Đừng có mù quáng, dễ dàng tin tưởng người khác mà không có chút bằng chứng gì. Bản mệnh chớ nên tin vào giác quan thứ 6 của mình quá mức, không phải lúc nào trực giác cũng đúng đâu. Riêng trong năm Mậu Tuất, hãy dùng đến đầu óc, lý trí của mình nhiều hơn, nhất là trong chuyện tiền bạc, đừng cả nể mà cho vay mượn lung tung. Mọi người tuổi Tỵ nên giữ mồm giữ miệng hơn bởi họa thị phi luôn rình rập. Lộ bí mật cho người không đáng tin thì khả năng bị lợi dụng hay bán đứng là rất cao. Với những bộ đồ hay phụ kiện màu hồng, xanh lá hay ghi, bản mệnh sẽ tránh được những điều xui xẻo, đón thêm vận tài lộc. Đầu năm du xuân trở nên mặc đồ theo màu sắc may mắn của 12 con giáp nhé! Người tuổi Ngọ có màu sắc nào may mắn năm 2018? Trong năm Mậu Tuất, người tuổi Ngọ rất dễ gặp rắc rối nếu cứ thích nghe những lời nói ngọt ngào, bởi với kẻ tiểu nhân thì đó không chừng chính là những viên đạn bọc đường. Dễ dàng trao lòng tin vào nơi không xứng đáng chỉ vì những lời nịnh bợ tâng bốc, bạn sẽ ảo tưởng về khả năng của bản thân và coi nhẹ những nguy cơ có thể gặp phải.
Hãy sống thực tế hơn và chọn quần áo màu nâu, xanh lá, xanh nước biển trong năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán để không bị mù quáng sai lầm, cuộc sống thêm phần vui vẻ và bình an nhé! Tuổi Mùi mặc đồ màu gì thì may mắn? Những người tuổi Mùi có chính kiến riêng của mình, họ sống độc lập, chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Khi đã đưa ra lựa chọn, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của họ, lập trường kiên định giúp cho bản mệnh dễ dàng tiến tới mục tiêu phía trước hơn. Song chính vì bảo thủ, cố chấp, bảo vệ ý kiến của mình mà rất có thể bản mệnh sẽ vô tình đắc tội với người khác, từ đó cũng vướng vào họa tiểu nhân, vận trình lao đao xa sút. Để đổi vận đón cát lành, gặp hung hóa cát, Tết này người tuổi Mùi hãy mặc đồ màu tím, cam và bạc nhiều lên nhé. Người tuổi Thân nhớ mặc màu này Tết 2018. Trong năm Mậu Tuất, những chú khỉ hãy tập trung vào việc mình đang làm, hài lòng với những gì mình đang có và không ngừng phát huy hết những ưu thế của mình. Cỏ bên đồi vẫn còn xanh, đó có thể chỉ là ảo tưởng mà bạn nghĩ ra thôi. Đừng đứng núi này trông núi nọ mãi, bạn sẽ không tìm thấy được đường đi đúng đắn cho mình. Tết này, hãy khai xuân bằng những bộ trang phục màu đen, màu vàng, màu xám, màu sắc may mắn năm 2018 của tuổi Thân nhé. Đừng quan tâm đến những lời khác nói, mà hãy cứ tập trung toàn bộ tinh lực để có được những điều mình mong muốn. Màu sắc may mắn của người tuổi Dậu năm 2018 là gì? Người tuổi Dậu cần học cách buông bỏ để có thể sống thoải mái hơn, tận hưởng cuộc sống mà bạn chỉ có một lần để sống. Đừng để những gánh nặng công việc, gia đình hay tình cảm khiến cho bản mệnh trở nên buồn chán và mệt mỏi quá mức. Chẳng nhìn thấy những màu sắc xuân đang rạng rỡ ngoài cửa sổ. Hãy đặt công việc trên tay xuống, bận những bộ đồ màu nâu, cam để tăng vận khí, cùng bước ra ngoài kia du xuân đón Tết, chào đón những điều may mắn đang đến với mình. Người tuổi Tuất nên mặc đồ màu gì đi du xuân 2018? Năm 2018 là năm tuổi của con giáp này, người tuổi Tuất nên cố gắng thay đổi bản thân, xóa bỏ những thói quen và phát huy điểm mạnh của mình. Đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, bình tĩnh trước những sóng gió phía trước, chắc chắn con thuyền bạn đang treo lái sẽ cập bến an toàn. Du xuân chớ quên mặc đồ màu đỏ, bạc và vàng nhé! Người tuổi Hợi có màu sắc may mắn trong năm Mậu Tuất 2018 là gì? Người tuổi Hợi có nhiều thử thách trong năm 2018 này, nhưng đừng thấy thế mà nản lòng chùn bước nhé. Bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mình bỏ ra nếu như vượt qua được những thử thách thôi. Nếu thấy chưa thực sự tự tin thì hãy mặc đồ màu vàng, xám, đen. Đây là những màu sắc may mắn cho người tuổi Hợi đón may mắn tài lộc, cát khí dồi dào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.